Chuyện ai quý vị ơi? Kìa. Rồi, ổng lên rồi. Đi đây rồi, mà anh la luôn. Trời ơi. Thì ơi, ngon quá. Lên đây lái máy bay, mình gạt cừng chứ. Bà nội ơi. Lên đây. Thì, người ta lái máy bay, còn bà là chiếc xe tăng á. Mới bự như vậy đó má. Dạ, mời lên đây luôn ạ. Mời lên đây luôn. Trời ơi. Trời ơi, ổng phóng luôn. Trời ơi, hỏi thăm anh đi Thi. Trời ơi. Cái gì? Em bà nội. Chị em. Qua đó quay đi. Ôi, nhìn xa men dễ sợ. Giết gì đâu, cái xã hội BD không. Không có coi được. Đúng rồi, nó nghe. Khó chịu. Không, mình không ghét cũng phải ghét. Chị không thích BD nha. Ê. Trai là trai. Ê. Quyền đòn này BD không đó nha. Ăn guốc không? Không. Kính thưa quý vị, chúng ta có 2, 4, 6, 7 chú nhân may mắn đoạt giải. Nhưng bây giờ mình chia đều hay là mình quay số chọn ra người may mắn cho 5 phân vàng. Và nếu mà khó xử quá thì bây giờ em có một cách chia rất là đơn giản như thế này. Đó là các anh chị lấy mấy cặp loa DVD giải tán ha. Con trả lời cho chú nghe coi chia hay quay. Quay. Thôi, nó chịu chơi dữ vậy trời. Rồi con là quay ha. Anh trai quay hay chia? Chia luôn. Trời ơi. Con gái ơi, vô trong đây nè, quay đầu BD nè con. Rồi, dạ quý vị, giải thưởng sẽ được chia đều 5 vân vàng cho những chú nhân may mắn đó. Dạ rồi, vô trong nha. Rồi, xin mời chị luôn nha. Mời tất cả mọi người vào trong nhận quà. Gia đình mình vô trong nha, đó. Trời ơi, đi chơi lô tô tưởng đâu đi họp lớp không hả? Lên một lần 7 ngư. Năm gì đây? Chị Thi đi chợ, chị ăn cây bánh bò. Chị thấy chưa no, chị ăn mà bánh ú. Chị thấy nói chưa bà, đủ, vậy? Chị quặm luôn bánh bèo. Chị thấy chưa nghèo, chị ăn mà bánh ít. Chị quặm bánh bèo. Em hát lại cho chị nghe nè. Chị Thi đi chợ, chị ăn cây bánh bò. Chị thấy chưa no, chị ăn mà bánh ú. Chị thấy chưa đủ, chị quặm luôn bánh bèo. Xú. Có không bà nói à, sao su à. Nói su nói ôi ơi thấy bánh bèo sao su kể nè nè hồi xưa á chị thấy bánh bèo á sao chị thấy chị thấy trai thì chị vui vẻ lắm mà chị thấy bánh bèo á không biết chị làm gì chị ý là chị ngồi chị khép cái hán lại chị kẹp cút lại đúng không đúng rồi đó chị biết không chị thấy trai chị thích lắm mà tự nhiên bữa đó chị ghé ngang chị thấy một cái bà bánh bèo bà tắm bà bán bánh bèo bà bán bánh bèo bà tắm luôn rồi sao chị biết chị thấy chị làm gì không chị làm gì chị xỉu 3 ngày đó em mày hát lời đàng hoàng đi đừng hát cầu bánh bèo tôi quảng bán có được đâu chị đây mấy chị Thi đi chợ chị ăn cây bánh bò sao? Chị thấy chưa no chị ăn mà bánh ú chị thấy chưa đủ chị quặm luôn bánh cuốn xô mai bánh cuốn là xô mai quặm bánh cuốn cái bí luôn rồi trời ơi chị thấy chưa nghèo chị ăn mà bánh ít chị chưa đã thích chị quất củ khoai lang có 20 ngàn chị ăn mà hết vốn 54 54 54 rồi ngay từ bây giờ á để đây để cho tụi mượn chiếc xuồng này coi một lát nữa chị làm cái gì cho chiếc xuồng này tôi có câu chuyện hết trơn á à rồi bây giờ nè trước khi mà bây giờ mình đến cái chương trình này thì bây giờ mình rồi dạ. Một có một cái đặc biệt để gửi tặng cho khán giả nữa. Xu dạ, ơi, quý vị ơi, tụi em gửi tặng cho quý vị thứ nhất đó là trái cây nha. Dạ. Trái cây ha. Trái cây. Rồi, với lại bánh bánh tét. Bánh tét. Đó, dạ. Tụi em mời quý vị đã ở lại đây với Hương Nam tới giờ này thì tụi em mời quý vị mình dùng nhẹ một ít bánh tét quý vị nha. Nhưng dạ, mà đó, bây giờ nè. Ủa rồi trái cây đâu bay bay? Trái cây đâu rồi mọi người? Dạ, quý vị ơi, mai nhà có nhà ai cúng cái gì không? Mình tụi em có bông nữa quý vị. Bà nội không bà... cái này nói thiệt mai đợi, sáng khỏi đi mua cực vậy chứ sớm giờ lấy đây luôn đi nè Dr. Ken nè Dr. Can nè thẩm mỹ viện nè mai có cúng địa không thằng tài không lấy đi lấy đi ba so. Không có ngại cúng kiến mà ngại gì lấy đi đem cho ảnh bó coi nè lấy cho ảnh bó đi à, nè có lẽ là khán giả tặng à, mình bây giờ mình tặng ngược lại cho khán giả Bảo Vy xuống đưa cho Dr. Ken Dr. Can mai cúng lên bàn thờ điện thằng tài nói là su su nó gửi nghe dạ. rồi đem trái cây xuống mời khán giả so. Đi ba gì nó nghe nè cái này là chị em nói thiệt bây giờ bà bây giờ á từ nãy giờ á tôi thấy ai cũng có chuyện để làm hết á bà chưa có gì làm tôi chưa có gì tôi làm hết trơn á bây giờ cưng nhường cho chị diễn
bây giờ thay vì cho khán giả ăn, khán giả thưởng thức những trái cây của mình, thì bây giờ á mời em đến một trích đoạn mà do tụi chị cải biên và nữa hả? Nữa hả? Rồi rồi rồi, tiếp tiếp đi, tiếp đi. Tiếp đi, tôi vô tôi coi. Ông ơi. Ông à. Alo, alo, tôi nghe nè. Ông. Trời ơi. Dạ, tôi nói ông nghe chưa? Để tôi lấy cái vỏ điểm của tôi cái đã ông ơi. Lên đây lên thiền bây... nè, lên thiền. Đi lên thiền ngồi nè. Đã. Rồi, bây giờ nói cho ông nghe nè. Hồi nói nào đúng. Giờ á tôi với ông quen nhau đã lâu rồi. Đúng rồi. Nhưng mà ông phải tháo này ra. Mới được. Là anh sao? À là ông à, đừng ông mà, đừng ông ai mà cho đổi nó. Ông sáu cò. Ừ, nhưng mà bây giờ nè, thôi, bây giờ tôi quen ông nhớ hồi lúc 20 năm về trước không? Nhớ chứ. Ừ, tôi quen lúc đó, đó. Lúc đó bà còn làm con trai. Con trai bà nội mày. Ôi, trời ơi bà mất dạy. Mày diễn mà, bà chửi. Mày diễn mà mày mất dạy quá. À lộn lộn. À lúc đó là à, bà là thiếu nữ. Mà ông nhớ cái lúc đó là còn cái chiếc xuồng này không? Nhớ. Tôi đứng đó, tôi bán chè. Bán chè. Không có cái nồi chè này luôn. À cái nồi chè này mà đó. Mà ông hả? Nhớ lúc đó là tôi có hò cho ông nghe. À nhớ chứ. Nhớ không? Nhớ. Thôi bây giờ tôi sẽ hò. Rồi hò đi, hò đi. Bây giờ là hò nghe. Rồi rồi bà hò đi, bà hò đi tôi đờn cho. Bà không phải hò cái câu đó, bà nghĩ sao mà nhìn tôi giống cha bà lắm hả? Vì bà hò công cha như núi Thái Sơn. Quên, để tôi hò lại. Hò lại. Hò ơi, cá không ăn muối cá ương. Má này mắc nết lắm nè. Con gái mà mắc nết lắm mới hò câu đó đó. Con cài cha mẹ hò ơi, chứ con cài cha mẹ trong đường hả? Sao tự nhiên ngưng ngang vậy? Sao con cài cha mẹ trong đường con. Hò ba giây tiền góp bốn xu, làm ơn trả đủ cho tôi tiền hò. Tao không có hát được đâu á. Bà nội, ra thôi, bây giờ em hò thiệt cho anh nghe nha. Hò lại làm quen một cái một đi. Tắt cái máy live stream đi. Hò cá không ăn muối cá ương, mẹ. Ủa ông bị cái gì vậy ông? Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Cứ cài cha mẹ lấy nhầm các thi. Ông bị cái gì vậy ông? Đi xuống đây ông ơi, xuống đây. Sao tự nhiên bà nắm đầu tôi? Nhưng mà ông mệt rồi phải không? Lấy cây đờn, tôi không thể nào thiếu cây đờn được. Ông đâu có gì? Rồi hai bà xong chưa? Tôi là ông sao còn xong chưa? Điều kỳ. Hả? Lẹ đi, biết bao nhiêu con người chờ mà hai má diễn hoài, không có cho ai diễn hết trơn. Rồi gom đồ nhanh đi vô. Lâu quá trời rồi đó, rồi chưa, xong chưa? Diễn nữa không? Ổng định đi, nó quánh mà. Có gì đâu mà run. Nó yếu rồi. Không có run nè. Rồi, đó. Đôi bạn đồng trang lứa giục nó xuống sông kìa. Ê, sao lâu luôn. Trời ơi.